Đây là những sợi dây 3.5 hay còn gọi dây cáp điện thoại của Đức các bác nha. Nó là siêu xịn sò luôn, chứ đừng nói là xịn sò luôn các bác ạ. Những cái dây của Mỹ thì cửa hàng đã bán không còn dây nào nữa. Thì thật ra là nhập về cùng nhau, cùng thời điểm, nhưng mà bán hết dây kia thì cửa hàng mới đăng đến dây này. Dây này dài tầm khoảng 2 mét hoặc là hơn một tí. Chắc nịch luôn. Những cái đầu cắm này, các bác cầm trên tay các bác mới biết là nó xịn sò như nào. Nó nặng chỉnh chịch luôn. Giá cũng bán bằng cái dây Mỹ thôi. Đây dây Belkin của Đức nhá. Belkin của Đức này. Giá là 350 bao ship cho anh em. Belkin.com. Dây này nó là dây bãi đã qua sử dụng anh em nhé. Là dây bãi đã qua sử dụng. Nhìn nó xịn lắm. Đầu cắm vẫn còn chẳng chặn luôn nhé. Bởi vì thật ra những dây này người ta cắm vào thì người ta để yên, nhưng người ta có rút ra được mà hỏng được các bác. Là 350 một dây. Còn cái dây này cũng lấy về lâu lắm, nhưng nó cũng cao tiền nên cửa hàng chưa muốn đăng. Đây, tiện đây bỏ ra quay luôn cho anh em. Giá dây này chỉ 550 thôi nhá. Dây AV. Dây AV 550 dây này. Dây này là dây của Mỹ. Litton Ueda Mỹ. Dây này thì nó ngắn thôi. Dây đắt tiền thì nó không làm dài đâu, bởi vì nó cái dây thì nó đắt mà. Cái dây nó đắt. Dây này là dây mới chưa qua sử dụng anh em nhé. Dây này là dây mới chưa qua sử dụng nhé. Litton Mỹ Ueda. Còn dây này là dây đã qua sử dụng này. Dây cán điện thoại Belkin của Đức này. Anh em nào mua thì đặt hàng cửa hàng gói gửi cho anh em. Cái này thì 550 cả ship này. Cái này thì là 350 bán bằng cái dây của Mỹ. Lưu ý là dây này đã qua sử dụng nhưng mà còn rất xịn sò nha, chứ không có chuyện là đứt hoặc là bị hỏng đâu. Bởi vì nó đắt tiền thế mà cửa hàng nhập nó hỏng thì ai cửa hàng nhập, các bác phải hiểu điều đó. Nếu nó bị làm sao thì phải giả lại ngay. Có mấy cái dây này cũng tiền triệu anh em ạ. Nhập về tiền triệu đấy nha. Đây, chỗ này nhập về khá nhiều tiền đấy các bạn. Cái dây xịn này, có mỗi tí này khá nhiều tiền luôn. Đây, cái này giá bao ship tất. Đấy, một dây này cắm điện thoại hay còn gọi dây 3.5. Còn đây là dây AV 2 đầu để cắm từ đầu đĩa hoặc lọc nhạc vào ống ly. 550. Để bóc ra một cái luôn nha, tiện đang video. Đây. Xịn từng chi tiết luôn. Đây là hai đầu chống nhiễu này. Litton Ueda Mỹ. Dây này dài chắc tầm mét. Tầm mét. Đấy, sau khi ấy nó ra nó như này anh em nhá. Đấy. Tầm mét. Thật ra thì các bác mua các bác đều thích ngắn để cho nó gọn, nhưng chả bác nào thích dài.